Bữa nay anh đông đảo đi ra ngoài biển để kiếm ít sỏi thì bỏ vô mấy cái chậu cây để trên bàn. Trên bàn nó trong mát á mọi người. Đó, ngoài này cũng thấy con mớ sỏi nè. Anh đông đảo lụm để về trang trí cho quán cà phê. Ôi sỏi ở đây nó cũng đủ màu luôn. Thấy thương quá. Đủ màu sắc. Có không con Xuân? Nhiều không? Ba được cũng khá khá nè. Đây nè của ba nè. Đủ thứ màu luôn. Đã chưa? Sách chưa? Kể đi lụm sỏi thiên nhiên mà con. Đó, 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 đó. Ngay chân ngôi đất thấy không? Nè, nè, nè. Đó, bỏ vô nè. Đó, đã chưa? Đủ màu sắc. Đây. Màu này màu kia. Về mình để lên cái chậu cây nó đẹp lắm. Đây cũng có. Ở ngoài biển gió mát quá mọi người ơi. Đi lụm sỏi. Sẵn này mình tập thể dục luôn. Ngắm biển. Bữa chị Hai với chị Tuyền cũng lụm ngoài này nè Xuân. Mà công nhận bữa đó chị Hai chị Tuyền lụm nhiều thiệt đó nha. Lụm nhiều lắm. Trời ơi, nó nhỏ không ha. Đây nè, viên sỏi. Đi mua thì cũng không bao nhiêu tiền. Nhưng mà do trước nhà anh đông đảo á, ở bên phía biển này thì mình cũng thấy có sỏi. Thành thử ra thôi. Mình đi ra đây mình lụm từng viên sỏi thấy nó cũng hay hay. Có việc để làm thú vị. Ngoài này biển gió mát lắm mọi người. Cũng khá khá rồi ha Xuân ha. Rồi, đây quá trời nè con. Wow. Mê ly ha. Có những cái viên sỏi màu lạ ha Xuân ha, màu đen nữa, màu đen rồi màu đá hoa cương. Ôi ôi viên sỏi thích quá mọi người ơi nè, nó to mà nó đẹp quá trời luôn, thích ghê vậy đó, quá đã. Đi lụm sỏi nó cũng thú vị. Cái hình của viên sỏi nó đủ thứ hình. Kiểu này kiểu kia. Thích ghê. Ba có mấy ốc nè. Nè con, ốc hả con? Dạ. Nè. Nhỏ xíu à. À thôi bỏ đi con, bỏ đi. Cảnh ngoài biển này mọi người coi nè, đẹp chưa. Xa xa là những cái chiếc thuyền người ta đi lưới mực. Đi lưới mực tuột nè. Đi lưới ghẹ nè. Lưới cá nè. Và những cái thuyền mà xa đó là những cái thuyền đó người ta đi trong đèn đó. Đèn đi con mực ban đêm. Đẹp chưa? Để vào mấy cái chậu này mình cũng thấy nó xinh hơn.